Chào mừng các bạn trở lại với kênh Cờ Tướng Bà Rịa. Trong video hôm nay mình gửi đến các bạn hai ván cờ rất hay của tay độc Nguyễn Thành Bảo tại đấu trường châu Á diễn ra ngày 29 tháng 11 2010. Mời các bạn thưởng thức hai ván cờ thuận pháo rất hay của tay độc Nguyễn Thành Bảo. Biên bản dòng 5, ông Đức Cường của Hồng Kông. Chứ 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 Chứ
吃 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 Pháo 8, bình 5, bắt chết tượng. Chơi đến đây, kỳ thủ Hồng Kông, ông Đức Cường đã buông cờ nhận thua. Mời các bạn xem tiếp ván 2, dòng 2, Đỗ Quang Vĩ của Ma Cao.吃 吃
将军。吃。吃。吃。吃。吃，吃，吃，吃，吃。吃，吃，吃。
将军。将军。Pháo 2, thối 1, nước cờ tuyệt hay. Cho đến đây, kỳ thủ Ma Cao Đỗ Quang Vĩ đã buông cờ nhận thua. Các bạn vừa xem xong hai ván cờ rất hay của tay độc Nguyễn Thành Bảo. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nhớ like và đăng ký kênh để nhận video mới nhất. Xin cảm ơn.